Ok, tiếp tục những cấu hình combo karaoke đi lắp vào giữa buổi trưa. Thời tiết cực kỳ, tầm này thời tiết đi ngoài đường phải nói là nó vô cùng không dễ chịu chút nào. Bên chúng em vẫn ưu tiên các anh em ở gần thì sẽ cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật kinh nghiệm dày dặn lâu năm đi lắp đặt. Đây là những con trầm B3, những con trầm B3 40 này, đóng này, trong có xốp rồi, ngoài chúng em chèn thêm. Ở đây là một cậu nữa đang chuẩn bị lên những cái cấu hình combo karaoke gồm đôi loa CS99, xong loa CS99 lên một cấu hình combo karaoke. Anh lại quên nhà bác khách hàng này ở đâu rồi nhỉ? Ở bên Nhổn anh ạ. Nhổn à? Wow. Thời tiết này mà chiến ngoài đường, đi anh giữ tay. Chiến ngoài đường mà lên Nhổn mà lắp đặt gì? Không sao, vấn đề này chúng em lo hết. Các anh em chỉ ngồi ung dung nhà, ngồi máy lạnh, chờ hàng và chờ đợi nhận hàng cho chúng em là xong. Cảm ơn các anh em rất là nhiều đã tin và ủng hộ anh em bên chúng em, bên công ty JK. Ok, em buộc đây đã, xong rồi có xúc lên kia xong. Những đội thiện. Vâng, ngoài trời nắng nóng 40 độ, anh em đi lắp combo cho các bác khách lân cận khu vực Hà Nội trong vòng bán kính tầm 50 km thì bên em đến tận nhà lắp cho các bác nhé. Các bác yên tâm, bên em sẽ lắp tại nhà cho các bác. Ok anh ạ, cân đấy. Ok, đi lên đường thôi. Đi đây.